quý khán giả và các bạn thân mến. Sau đây chúng ta cùng đến nội dung của chương 3. Làm thế nào để đạt được quyền năng và kiểm soát cuộc sống của bạn? Tôi liên tục nhận được thư từ khắp nơi trong nước và từ nhiều nước ngoài. Và tôi cũng thấy rằng hầu hết cá nhân người viết đều trải qua những khoảng trống lớn của số phận và vận may. Nhiều người viết và nói điều gì đó dọc theo những dòng như sau: tôi ổn trong vài tháng, cả về sức khỏe và tài chính. Rồi đột nhiên tôi thấy mình phải nằm viện hoặc gặp tai nạn hay mất mát lớn về tài chính. Những người khác thì nói: đôi khi tôi hạnh phúc, vui vẻ, sống động và tràn đầy nhiệt huyết, và đột nhiên một cơn trầm cảm cấp tính ập đến với tôi. Tôi không thể hiểu nổi. Tôi vừa hoàn thành cuộc phỏng vấn với một giám đốc điều hành kinh doanh, người mà cách đây vài tháng đã đạt đến cái mà anh ta gọi là đỉnh cao của sự thành công, và sau đó sử dụng những ngôn từ của chính mình như là mái nhà đổ ập xuống anh ta. Anh ta đã mất nhà, vợ anh ta đã bỏ rơi anh ta, và anh ta đã bị thua lỗ nặng nề trên thị trường chứng khoán. Anh hỏi tôi, tại sao tôi lại lên cao và rơi xuống đột ngột như vậy? Tôi đang làm gì sai? Làm sao tôi có thể kiểm soát được những thăng trầm này? Cách người điều hành bận rộn này học được cách kiểm soát cuộc sống của mình. Giám đốc điều hành này muốn thoát khỏi những thay đổi về tài sản và sức khỏe và có một cuộc sống cân bằng. Tôi giải thích với anh ấy rằng anh có thể định hướng cuộc sống của mình giống như cách anh lái xe đi làm vào mỗi buổi sáng. Đèn xanh nói rằng anh hãy đi trước. Anh có thể bỏ chân khỏi phanh và đạp ga. Anh dừng lại ở đèn đỏ và theo luật của giao thông, anh đến đích theo thứ tự linh thiêng. Tôi đã cho anh ta công thức tâm linh sau đây với những chỉ dẫn để khẳng định những sự thật này vào mỗi buổi sáng trước khi bước vào xe của anh ta, vào buổi chiều sau khi ăn trưa và vào buổi tối trước khi ngủ. Tôi biết rằng tôi có thể điều khiển suy nghĩ và hình ảnh của mình. Tôi kiểm soát và tôi có thể ra lệnh cho suy nghĩ của mình để tập trung vào những gì tôi mong muốn. Tôi biết rằng có thần lực và sự hiện diện bên trong tôi mà bây giờ tôi đang sống lại và đáp lại theo lời kêu gọi tinh thần của tôi. Tâm trí của tôi là tâm trí của Chúa, và tôi luôn phản ánh sự khôn ngoan của Chúa và sự thông minh của vô hạn. Bộ não của tôi tượng trưng cho khả năng suy nghĩ sáng suốt và tinh thần. Tôi luôn sẵn sàng, cân bằng, thanh thản và bình tĩnh. Ý tưởng của Đức Chúa Trời chi phối tâm trí của tôi và hoàn toàn kiểm soát. Tôi không còn bị thay đổi dữ dội về tâm trạng, sức khỏe và của cải. Suy nghĩ và lời nói của tôi luôn mang tính xây dựng và sáng tạo. Khi tôi cầu nguyện, lời nói của tôi tràn đầy sức sống, tình yêu và cảm giác. Điều này làm cho những khẳng định, suy nghĩ và lời nói của tôi trở nên sáng tạo. Trí tuệ linh thiêng vận hành thông qua tôi và tiết lộ cho tôi những gì tôi cần biết, và tôi bình an. Người điều hành đã tạo thói quen sử dụng lời cầu nguyện này một cách thường xuyên và có hệ thống. Đồng thời khi anh ta tiếp tục làm như vậy, dần dần anh ta phục hồi tâm trí của mình để hài hòa, khỏe mạnh, thanh thản và đĩnh đạc. Anh ấy không còn phải chịu đựng những thay đổi trong vận may mà anh ấy đã nói, và anh ấy đang có một cuộc sống đĩnh đạc, cân bằng và sáng tạo. Kinh Thánh nói: người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cạnh Ngài. Sách Ê-sai chương 26:3. Làm thế nào một giáo viên chinh phục sự thất vọng? Một giáo viên đã mở đầu cuộc phỏng vấn với tôi với những lời nhận xét như sau: tôi đang trong cơn say, tôi cảm thấy thất vọng, tôi thất bại trong tình yêu, tôi ốm yếu về tinh thần và thể chất, tôi đầy tội lỗi và tôi cảm thấy mình bị kém cỏi về mặt trí tuệ. Henry Thoreau đã đúng khi nói rằng số đông con người dẫn đến cuộc sống tuyệt vọng trong yên lặng. Cô gái trẻ này khá hấp dẫn, đọc sách tốt, rất thông minh và có trí tuệ, nhưng cô ấy đang tự hạ thấp bản thân và đầy tự lên án, tự phê bình.
tất cả đều là liều thuốc độc tinh thần chết người và cướp đi sinh lực, nhiệt huyết của bạn và năng lượng, để lại cho bạn một đống đổ nát về thể chất và tinh thần. Tôi giải thích với cô rằng, tất cả chúng ta đều có những thăng trầm, suy sụp, đau buồn và bệnh tật, cho đến khi chúng ta quyết định kiểm soát cuộc sống của mình và suy nghĩ mang tính xây dựng của riêng mình. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ bị tâm trí số đông tin vào bệnh tật, tai nạn, bất hạnh và bi kịch. Hơn nữa, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta phải tuân theo các điều kiện và môi trường, và chúng ta là nạn nhân của quá trình đào tạo, dạy dỗ và di truyền của chúng ta. Sự kỳ diệu của việc từ bỏ những thói quen suy nghĩ bực bội. Trạng thái tâm trí và niềm tin và điều kiện của chúng ta kiểm soát và quyết định tương lai của chúng ta. Tôi giải thích với cô rằng, tình trạng hiện tại của cô chỉ đơn giản là do sức mạnh và quyền hạn của hàng ngàn ý nghĩ, hình ảnh và cảm xúc mà cô ấy đã tiếp thu rồi lặp đi lặp lại một cách có ý thức và vô thức trong nhiều năm. Hơn nữa tôi nói thêm, bạn đã nói rằng bạn đã đi qua châu Âu, phương Đông và Bắc Mỹ vài lần, nhưng bạn chưa đi đến bất cứ đâu trong chính mình. Bạn giống như người đi thang máy nói, tôi đi lên và xuống cả ngày dài, nhưng tôi không nhận được bất cứ nơi nào trong cuộc sống. Bạn đang lặp lại cùng một kiểu suy nghĩ cũ và những ước muốn vu vơ, các thủ tục thông thường giống nhau, cộng với tinh thần thường xuyên bị kích động, rối loạn và bất bình đối với cấp trên, học sinh và hội đồng nhà trường. Cách nạp tinh thần và thể chất để đổi mới bản thân. Cô quyết định thực hiện một sự thay đổi rõ ràng, thoát ra khỏi thói quen cũ và bắt đầu trải nghiệm những vẻ đẹp, sự thỏa mãn và vinh quang của cuộc sống. Cô khẳng định những sự thật sau đây vài lần mỗi ngày, viết rằng những gì cô chấp nhận một cách có ý thức sẽ tìm thấy đường đi vào tiềm thức của cô, và bằng cách lặp đi lặp lại, cô sẽ phục hồi tâm trí của mình để đạt được thành công, hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống mà cô xứng đáng được trải nghiệm. Bài thuốc tâm linh sau đây đã được cô thấm nhuần qua đôi mắt và đôi tai hàng ngày. Tôi sẽ đi du hành về tinh thần và tâm hồn trong chính mình và khám phá ngôi nhà kho báu vĩnh hằng trong sâu thẳm của tôi. Tôi chắc chắn và tích cực sẽ phá bỏ thói quen cũ. Tôi sẽ đi làm bằng một con đường vào mỗi buổi sáng và sẽ về nhà bằng một con đường khác. Tôi sẽ không còn suy nghĩ theo tiêu đề của báo chí hay nghe theo những lời đàn tiếu và những suy nghĩ tiêu cực về sự thiếu thốn, hạn chế, bệnh tật, chiến tranh và tội ác. Tôi biết rằng tất cả những gì tôi phải làm và trải qua trong cuộc sống chính là do tôi suy nghĩ có ý thức. Tôi nhận ra rằng nếu tôi không nghĩ cho bản thân mình, khối óc sẽ tác động vào tiềm thức của tôi và thực hiện suy nghĩ của tôi cho tôi, phần lớn là tiêu cực và phá hoại. Một sự thay đổi hiện đang diễn ra trong tâm trí tôi, và tôi biết rằng cuộc sống của tôi được biến đổi bởi sự đổi mới trong tâm trí. Tôi ngay lập tức chấm dứt các điều kiện đấu tranh tinh thần và rào cản, vì tôi biết rằng thái độ này thực sự làm tăng thêm những rắc rối của tôi. Giờ tôi khẳng định và vui mừng vì tôi là biểu hiện của Chúa, và Chúa cần ở tôi nơi tôi đang ở. Nếu không thì tôi sẽ không ở đây. Chúa đang hành động trong cuộc đời tôi, nghĩa là sự hài hòa và thanh thản toàn diện. Quá trình cầu nguyện lặp đi lặp lại này đã làm nên điều kỳ diệu trong cuộc đời của người giáo viên đại học này. Khi cô bật đèn xanh cho lối suy nghĩ mang tính xây dựng, tự tin và chắc chắn rằng tất cả những hạt giống tinh thần lắng động trong tiềm thức sẽ lớn lên theo đồng loại. Tình yêu đã đến với cuộc đời cô. Cô kết hôn với hiệu trưởng của trường đại học. Cô đã được thăng tiến trong nghề nghiệp của mình và đã có những trải nghiệm tâm linh bên trong. Phát hiện ra rằng cô có một tài năng tuyệt vời về hội họa. Điều này đã mang lại cho cô ấy niềm vui bất tận. Cô hiện đang giải phóng sự huy hoàng bị giam cầm bên trong. Quả thật, lời cầu nguyện thay đổi cuộc sống của bạn. Cách một doanh nhân gây dựng lại thành công doanh nghiệp của mình. Một dược sĩ tâm sự với tôi, tôi đang ở dưới vực sâu, làm sao tôi có thể quay trở lại? Kẻ trộm đã lấy trộm hàng hóa và tiền bạc hàng nghìn đô la từ cửa hàng của tôi, và bảo hiểm của tôi chỉ bảo hiểm một phần.
tôi đã mất một phần nhỏ tài sản trên thị trường chứng khoán. Ông mong tôi nghĩ ra những suy nghĩ mang tính xây dựng về điều đó như thế nào. Chà, tôi trả lời, bạn có thể quyết định suy nghĩ bất cứ điều gì bạn chọn về bất cứ thứ gì. Những gì bạn đã mất không liên quan gì đến cách bạn quyết định nghĩ về nó. Nó không phải là những gì cuộc sống làm với bạn. Đó là cách bạn phản ứng với nó. Tôi chỉ ra với dược sĩ này rằng những kẻ trộm và thua lỗ trên thị trường chứng khoán là không và không thể ăn cắp những ngày hay đêm, sức khỏe, mặt trời, mặt trăng hay các vì sao của anh ta được, hay còn được gọi là chiếc bánh hàng ngày của linh hồn. Tôi cũng chỉ ra với anh rằng anh là người giàu có về tinh thần và trí tuệ. Anh có một người vợ yêu thương, tốt bụng và hiểu chuyện cùng hai cậu con trai kháu khỉnh ở trường đại học. Không ai có thể đánh cắp kiến thức của anh về dược phẩm, dược liệu, hóa dược hoặc sự nhạy bén và sáng suốt trong kinh doanh của anh. Tất cả những điều này đều là sự giàu có của trí óc. Những tên trộm đã không lấy đi kiến thức của bạn về quy luật tiềm thức hoặc cách thức của linh hồn vô hạn bên trong bạn. Thật là ngu ngốc cho bạn nếu bạn sống trên những tiêu cực. Hãy ca tụng cái đẹp của sự tốt lành. Đã đến lúc để bạn khuấy động món quà của Thượng Đế trong bạn và tiến về phía trước trong ánh sáng. Hãy hòa hợp với sự hiện diện và quyền năng phổ quát sẽ phục hồi cho bạn mọi sự giàu có của cuộc sống. Quy luật vũ trụ về hành động, phản ứng và cách sử dụng nó. Bây giờ tôi nói, bạn biết rằng bạn không thể được hoặc mất bất cứ điều gì ngoại trừ thông qua tâm trí của bạn. Do đó, bạn sẽ không thừa nhận sự mất mát, nhưng bạn sẽ xác định tinh thần và cảm xúc với 30.000 đô la bạn đã mất và bất cứ điều gì bạn tuyên bố về mặt tinh thần và cảm thấy là đúng, tiềm thức của bạn sẽ tôn vinh, xác thực và hiển thị cho bạn. Đây là quy luật hành động và phản ứng mang tính vũ trụ và phổ quát. Theo đó, anh đã cầu nguyện như sau. Tôi thường xuyên đề phòng suy nghĩ tiêu cực và tôi gạt nó ra khỏi tâm trí mình bất cứ khi nào nó có xu hướng xâm nhập. Tôi có niềm tin vào quyền năng và sự hiện diện vô hạn luôn làm việc tốt cho đức tin của tôi ở trong sự tốt lành và hướng dẫn của Đức Chúa Trời vô hạn. Tôi mở ra tâm trí và trái tim mình để đón nhận dòng chảy của trí tuệ linh thiêng và tôi khám phá ra cảm giác quyền năng, trí tuệ và sự hiểu biết ngày càng gia tăng. Tôi xác định tinh thần và cảm xúc với 30.000 đô la và tôi biết rằng tôi không thể mất bất cứ thứ gì ngoại trừ tôi chấp nhận khoản lỗ mà tôi tích cực, chắc chắn và tuyệt đối từ chối chấp nhận. Tôi biết cách thức hoạt động của tiềm thức trong tôi, nó luôn phóng đại những gì tôi gửi trong đó, do đó tiền đã trở lại với tôi và trải qua tôi. Tôi biết rằng tôi sẽ không còn trải qua những thăng trầm của cuộc sống nữa, nhưng tôi sẽ sống một cuộc sống năng động, sáng tạo, cân bằng và có mục đích. Tôi biết rằng cầu nguyện là sự chiêm nghiệm chân lý của Chúa từ quan điểm cao nhất trong tôi. Biết rằng những suy nghĩ và ý tưởng mà tôi thường trú ngụ trở nên chi phối trong tâm trí và chúng cai trị, chi phối và kiểm soát mọi trải nghiệm của tôi. Gia đình tôi, cửa hàng và tất cả các khoản đầu tư của tôi đều được giám sát bởi sự hiện diện bao trùm của Chúa và toàn bộ áo giáp của Đức Chúa Trời bao quanh tôi, bao bọc và che chở tôi. Tôi mang một cuộc sống quyến rũ. Tôi biết rằng sự cảnh giác vĩnh viễn là cái giá của hòa bình, sự hòa hợp, thành công và thịnh vượng. Với đôi mắt của tôi ở bên Chúa, không có điều ác nào trên con đường của tôi. Dược sĩ tạo thói quen nhắc lại và khẳng định những kiểm chứng vĩnh cửu này. Sau một vài tuần trôi qua, người môi giới của anh ta gọi cho anh ta và vui mừng thông báo rằng anh đã thu hồi được tất cả các khoản lỗ của mình do sự phục hồi của thị trường chứng khoán. Hơn nữa, anh ta nhận được một lời đề nghị tuyệt vời cho một mảnh đất mà anh ta đã nắm giữ trong 10 năm. Anh ta đã bán nó với giá 60.000 đô la. Khoản đầu tư ban đầu của anh ta vào mảnh đất là 5.000 đô la. Anh ấy đã khám phá ra những hoạt động tuyệt vời của tâm trí mình và nhận ra rằng anh ấy không phải chịu những thăng trầm của cuộc sống. Tâm trí số đông và cách khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với bạn. Khối óc đơn giản
có nghĩa là tâm trí hoạt động trong 7 tỷ người trên thế giới này, tất cả họ đều đang suy nghĩ vào một tâm trí phổ quát nhất, và không mất nhiều thời gian trí tưởng tượng để nhận ra loại hình ảnh, cảm giác, niềm tin, sự mê tín và những suy nghĩ xấu xa, tiêu cực, gây ấn tượng trên tâm trí phổ quát đó. Cũng đúng là hàng triệu người trên khắp thế giới đang đổ dồn vào tâm trí số đông, đôi khi được gọi là tâm trí đại chúng. Những suy nghĩ về tình yêu, niềm tin, sự tự tin, niềm vui, thiện chí và thành công, cộng với cảm giác chiến thắng, thành tựu và chiến thắng giải quyết các vấn đề và thể hiện sự hòa bình, thiện chí cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, chúng chỉ chiếm thiểu số, và đặc điểm nổi trội của tâm trí quần chúng là một trong những tiêu cực. Tâm trí đại chúng tin vào tai nạn, bệnh tật, bất hạnh, chiến tranh, tội ác, thảm họa và thảm họa đủ loại. Tâm trí đại chúng ngập tràn sự sợ hãi, và những đứa trẻ của sự sợ hãi là căm ghét, ác ý, oán giận, thù địch, giận dữ và bệnh tật. Do đó, điều rất đơn giản cho bất cứ ai muốn suy nghĩ để nhận ra rằng anh ta sẽ phải chịu thử thách và khổ nạn đủ loại cho đến khi anh ta học cách cầu nguyện một cách khoa học và giữ được áo giáp bảo vệ của mình. Tất cả chúng ta đều phải chịu ảnh hưởng của tâm trí quần chúng, bùa chú của sự tiêu cực, sự lung lay và sức mạnh của tuyên truyền và ý kiến của những người khác. Và chừng nào chúng ta từ chối trở thành những người có tư tưởng thẳng thắn, chúng ta sẽ phải trải qua những biến động dữ dội của vận may và bất hạnh, bệnh tật và sức khỏe, giàu có và nghèo đói. Nếu chúng ta từ chối suy nghĩ cho chính mình theo quan điểm của các nguyên tắc và chân lý vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ chỉ là một trong số đông và chắc chắn sẽ trải qua những cực hình của cuộc sống. Làm thế nào để hóa giải những ảnh hưởng tiêu cực của khối óc? Hãy kiểm soát hoàn toàn tâm trí của bạn bằng cách suy nghĩ mang tính xây dựng và tầm nhìn, và khi đó bạn sẽ hóa giải được gợi ý tiêu cực của khối óc đang mãi tấn công tâm trí của tất cả chúng ta. Bạn có thể vượt lên trên tâm trí tiêu cực. Kinh Thánh nói trong sách Giăng chương 12 mục 32: Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Tức là nếu bạn nâng cao tâm trí của mình bằng cách xác định với các nguyên tắc hài hòa, khỏe mạnh, bình an, vui vẻ, toàn vẹn và hoàn hảo, và tạo thói quen làm như vậy theo luật hấp dẫn, bạn sẽ thu hút vào cuộc sống của mình và trải nghiệm những phẩm chất và thuộc tính của Chúa. Sau đây là một lời cầu nguyện tuyệt vời sẽ cho phép bạn vượt lên trên tâm trí số đông và thiết lập sự miễn nhiễm với những niềm tin sai lầm và nỗi sợ hãi của quần chúng. Đức Chúa Trời hiện hữu và sự hiện diện của Ngài chảy qua tôi như sự hài hòa, sức khỏe, hòa bình, niềm vui, sự trọn vẹn, vẻ đẹp và sự hoàn hảo. Đức Chúa Trời suy nghĩ, nói và hành động qua tôi được thần dẫn dắt theo mọi cách. Hành động đúng đắn thiêng liêng chi phối tôi. Luật và trật tự thiêng liêng chi phối toàn bộ cuộc sống của tôi. Tôi luôn được bao quanh bởi vòng tròn thiêng liêng của tình yêu vĩnh cửu của Đức Chúa Trời và ánh sáng chữa lành của Đức Chúa Trời bao quanh và che chở tôi. Bất cứ khi nào suy nghĩ của tôi ra đi trong sợ hãi, nghi ngờ hoặc lo lắng, tôi biết điều đó là tâm trí số đông đang suy nghĩ trong tôi. Ngay lập tức, tôi mạnh dạn khẳng định, suy nghĩ của tôi là suy nghĩ của Chúa và quyền năng của Chúa là với những suy nghĩ thiện chí của tôi. Tiếp tục xác định và suy ngẫm lời cầu nguyện trên và bạn sẽ vượt lên trên những bất hòa, bối rối, cùng cực và những bi kịch của cuộc sống. Bạn sẽ không còn trải qua những thăng trầm, mà thay vào đó, bạn sẽ tận hưởng một cuộc sống mang tính xây dựng, quan trọng và năng động, đầy sáng tạo và nhịp sống. Làm thế nào để hòa hợp với cái vô hạn? Vài tháng trước, một phụ nữ đến từ Bắc Carolina đã viết cho tôi nói rằng thế giới đang đi đến chỗ như những con chó. Ý rằng đạo đức của chúng ta đang ở mức thấp, rằng nạn tham nhũng đang lan tràn và bạo lực, tội phạm và bê bối ở tuổi vị thành niên là những tin tức hàng ngày. Sau đó cô ấy nói thêm, chúng ta có thể bị hủy diệt bởi một quả bom nguyên tử bất cứ lúc nào. Tôi đã trả lời cô ấy dọc theo những dòng này và thừa nhận rằng những gì cô ấy đề cập là đúng
Nhưng Kinh Thánh nói, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Sách Cô-rinh-tô quyển 2, chương 6, mục 17. Cô ấy phải có khả năng và năng lực để vượt lên trên sự phủ định của thế giới và có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc ngay tại nơi cô ấy đang ở. Tôi chỉ ra với cô ấy rằng tất cả những gì cô ấy phải làm là nhìn xung quanh và cô ấy sẽ tìm thấy hàng nghìn người hạnh phúc, sống động, vui vẻ và tự do, có cuộc sống mang tính xây dựng và đóng góp cho nhân loại theo nhiều cách. Chúng ta đã chứng kiến những cực đoan của thời kỳ Victoria với những điều cấm kỵ và hạn chế về tình dục, và những sự đàn áp này đã khiến mọi người chuyển sang thái cực ngược lại mà chúng ta đang trải qua ngày nay trong sự đồi bại và dâm ô phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Thiên nhiên hoạt động bằng các thái cực. Lịch sử đã chứng kiến những cửa hàng mồ hôi nơi mọi người, thậm chí cả trẻ em, làm việc trong những điều kiện không thể diễn tả được và được trả lương, nhà ở và thức ăn không đủ. Thực ra đó là một kiểu chế độ nông nô. Giờ đây, ở Anh, Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã có một xu hướng ngược lại, nơi một số công đoàn đã trở nên chuyên chế đến mức họ thậm chí đã đóng cửa hệ thống giao thông của cả một thành phố. Sự khôn ngoan của người Do Thái cổ đại nói, thay đổi vĩnh viễn là gốc rễ của tất cả mọi thứ. Bạn phải tìm thấy một mỏ neo bên trong mình để buộc vào và thực hiện một sự điều chỉnh linh thiêng, điều chỉnh sức mạnh vô hạn bên trong bạn và để sự hiện diện này hướng dẫn, chỉ đạo và chi phối bạn theo mọi cách của bạn. Bạn có thể lên ngôi trí tuệ linh thiêng trong tâm trí tỉnh táo của mình bằng cách tuyên bố rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sức dầu cho trí tuệ của bạn và là ngọn đèn cho chân bạn cũng như là ánh sáng trên con đường của bạn. Sau đây là lời cầu nguyện mà tôi dành cho người phụ nữ gặp khó khăn ở Bắc Carolina. Lời cầu nguyện đã thay đổi cuộc đời và có thể thay đổi cuộc đời bạn. Tôi nhận ra rằng tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng tôi biết tôi có thể thay đổi bản thân mình. Thế giới là tập hợp của các cá nhân và tôi biết rằng những người bị thống trị bởi khối óc, tuyên truyền và ý kiến, có nghĩa là đối tượng của thảm kịch, những nỗi buồn, tai nạn, bệnh tật và thất bại trong cuộc sống, cho đến khi họ học cách kiểm soát tâm trí của mình bằng những ý tưởng linh thiêng, chữa lành, ban phước, truyền cảm hứng, nâng cao và tôn vinh tâm hồn của họ, đầy những sai sót, những niềm tin sai lầm và phủ định đủ loại. Kể từ thời điểm này trở đi, tôi không còn đấu tranh với các điều kiện hoặc tình huống nữa và tôi ngừng phản đối những tin tức về những kẻ lật đổ, vô đạo đức và tham nhũng. Tôi viết những bức thư mang tính xây dựng cho các dân biểu, thượng nghị sĩ, nhà sản xuất phim và báo chí và tôi cầu nguyện cho hành động đúng đắn, vẻ đẹp, sự hòa hợp và hòa bình cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Tôi hòa hợp với luật pháp và trật tự vô hạn, linh thiêng điều khiển cuộc sống của tôi. Tôi được linh thiêng hướng dẫn và truyền cảm hứng. Tình yêu thiêng liêng lấp đầy tâm hồn tôi và những làn sóng ánh sáng, tình yêu, lẽ thật và vẻ đẹp phát ra như một làn sóng rung động, thiêng liêng, mạnh mẽ, có khuynh hướng nâng mọi người lên. Vì người ta nói rằng, còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Sách Răng, chương 12, mục 32. Một kết quả hạnh phúc của lời cầu nguyện này. Người phụ nữ trẻ này gần đây đã gọi điện cho tôi và nói, bức thư của ông là bức thư mở mang tầm mắt lớn nhất mà tôi từng đọc. Tôi đang ở trên 9 tầng mây. Bây giờ tôi biết rằng không ai có thể thay đổi ngoài bản thân mình. Hòa hợp với vô hạn, tôi hòa hợp với sự hiện diện của Chúa trong trái tim của tất cả đàn ông và phụ nữ trên thế giới này. Kinh Thánh nói, phàm kẻ nào yêu mến luật pháp, Chúa được bình yên lớn, chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. Sách Thi Thiên, chương 119, mục 165. Những điểm cần nhớ. 1. Bạn có thể điều khiển suy nghĩ, hình ảnh, cảm xúc và phản ứng của mình đối với cuộc sống một cách dễ dàng, cũng như bạn có thể lái chiếc xe của mình đi đúng hướng. 2.
bạn có thể sắp xếp các suy nghĩ của mình và khiến chúng chú ý đến những mong muốn, mục tiêu và mục tiêu trong cuộc sống của bạn. Bạn là người làm chủ và bạn nhào nặn, tạo nên hình hài và tạo ra vận mệnh của chính mình. 3. Khi bạn cầu nguyện, hãy để lời nói của bạn tràn đầy sức sống, tình yêu và cảm giác. Điều này làm cho khẳng định của bạn trở nên sáng tạo. 4. Tất cả chúng ta sẽ có được tài sản dồi dào cho đến khi chúng ta quyết định kiểm soát cuộc sống của mình và thực hiện những suy nghĩ mang tính xây dựng của mình theo những cách giống như Đức Chúa Trời. Nếu không, chúng ta sẽ bị tâm trí số đông tin vào mọi cách thức của bệnh tật, tai nạn, bi kịch và bất hạnh. 5. Nhiều người đi du lịch khắp nơi trên thế giới nhưng chẳng đi đến đâu trong bản thân họ. Du hành bên trong tinh thần và tâm hồn, và bạn sẽ khám phá ra trong sâu thẳm của mình sự giàu có của thiên đường. 6. Mọi thứ bạn làm và trải qua trong cuộc sống đều do ý thức và tiềm thức của bạn suy nghĩ. Hãy suy nghĩ tốt và tốt theo sau. 7. Bạn có thể quyết định nghĩ bất cứ điều gì bạn chọn về bất cứ điều gì. Những gì bạn đã mất hoặc đau khổ không liên quan gì đến cách bạn quyết định suy nghĩ về nó. 8. Bạn không thể mất bất cứ điều gì ngoại trừ bạn thừa nhận sự mất mát trong tâm trí của bạn. Xác định tinh thần và cảm xúc với số tiền bạn đã mất, và tiềm thức của bạn sẽ phản hồi và nhân lên trong trải nghiệm của bạn. 9. Khối óc có nghĩa là bộ óc vận hành trong 7 tỷ người trên hành tinh này. Nó bao gồm những ý nghĩ tốt và xấu, nhưng giai đoạn chi phối của tâm trí quần chúng là tiêu cực. Đó là tâm trí chứa đầy những nỗi sợ hãi, nghi ngờ, mê tín, ghét bỏ, ghen tị, tham lam và thèm khát của hàng triệu người. 10. Bạn có thể chiến thắng, vượt qua sự phủ định của thế giới và có một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc bằng cách khơi dậy trong tâm trí bạn những ý tưởng chữa lành, ban phước, truyền cảm hứng, nâng cao và trang nghiêm tâm hồn bạn. 11. Hòa nhịp với vô hạn và cảm nhận, biết rằng sức mạnh và sự hiện diện vô hạn chi phối, kiểm soát và định hướng cuộc sống của bạn. Đồng thời, bạn sẽ có một cuộc sống cân bằng và sáng tạo, thoát khỏi những dao động lớn của số phận. 12. Bạn có thể nâng mình lên trên tất cả những nô lệ và trói buộc của khối óc quần chúng bằng cách tôn cao Chúa ở bên trong bạn và nhận ra rằng tình yêu của Chúa tràn ngập tâm hồn và sự khôn ngoan của Ngài, sức giàu trí tuệ của bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 3, làm thế nào để đạt được quyền năng và kiểm soát cuộc sống của bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4.